để cây mì trồng trên đồng đất miền Trung cho củ to, điểm tinh bột cao, thì quy trình canh tác bà con sẽ cần phải chú ý các yếu tố gì? Những nội dung này sẽ có trong chương trình Canh tác thông minh phát sóng vào ngày 20 tháng 8 năm 2023 với phần tư vấn cụ thể của tiến sĩ Nguyễn Đăng Nghĩa. Phân bón đầu châu, bạn đồng hành của nhà nông.